Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Linh Kiện Store, nhằm tri ân cũng như là gửi lời cảm ơn đến cho tất cả khách hàng đã luôn ủng hộ cho Linh Kiện Store trong suốt thời gian vừa qua. Thì như các bạn cũng đã biết thì thời gian dịch vừa qua là một cái thời gian khá là khủng hoảng đối với tất cả mọi người, không chỉ riêng một mình những doanh nghiệp mà kể cả là những khách hàng cũng như vậy. Mặc dù là một cái thời gian khó khăn như vậy nhưng mà Linh Kiện Store vẫn luôn nhận được những cái sự ủng hộ cũng như là sự theo dõi của khách hàng luôn luôn gửi đến cho Linh Kiện Store. Để tri ân cũng như là đáp lại tình cảm của tất cả các bạn dành cho Linh Kiện Store thì ngày hôm nay Linh Kiện Store xin tổ chức một cái mini game dành tặng cho các bạn một cái phần quà là một chiếc loa Bluetooth. Đây cũng chính là một cái dịp độc nhất vô nhị để các bạn có thể có cơ hội nhận được một cái phần quà vô cùng hấp dẫn mà không mất một đồng nào, bằng cách là các bạn chỉ cần tham gia và làm theo những cái thể lệ của chương trình hoàn toàn đơn giản. Để nhận được phần quà này thì các bạn chỉ cần làm theo các bước đơn giản như sau. Đầu tiên, bước 1 thì các bạn chỉ cần bấm đăng ký kênh nếu như bạn chưa đăng ký kênh Linh Kiện Store. Bước 2, các bạn like và share video này lên trên tường Facebook của các bạn ở chế độ công khai. Bước thứ 3, các bạn chỉ cần comment hai số yêu thích mà các bạn mong muốn cộng với lại thời gian tại cái thời điểm mà các bạn comment, thì mình sẽ để một cái ví dụ ở dưới phần mô tả cho các bạn dễ hiểu ha. Các bạn chỉ cần làm đúng và đầy đủ 3 bước như trên là các bạn sẽ có cơ hội có thể nhận được phần quà này. Về giải thưởng mà các bạn nhận được thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cũng như là test cho các bạn xem chất lượng của nó như thế nào ha. Thì đây như các bạn cũng có thể thấy là một cái thương hiệu rất là quen thuộc với mọi người rồi, đó chính là thương hiệu Crown, một trong những cái thương hiệu loa Bluetooth cực kỳ hot ở trên thị trường. Và đặc biệt là cái dòng sản phẩm TTD-8-1 này hiện tại cũng cực kỳ hot luôn, do là đây là một cái mẫu thiết kế mới, ngoài ra còn là một cái mẫu thiết kế được nâng cấp từ những phiên bản trước, có tích hợp sẵn luôn cả micro giúp cho các bạn có thể hát y chang giống như là một chiếc loa kéo vậy. Rồi, về phần thông số thì cái dòng loa này là dòng loa có công suất khoảng cỡ 180W và trang bị, đây mình sẽ xoay cho các bạn xem nào, trang bị là một loa bass khá là lớn, luôn lớn hơn một găng tay, tức là hơn 2 tấc. Ok, bây giờ mình đã kết nối thử rồi và mình sẽ test âm thanh cho các bạn nghe ha. Test cho các bạn xong cái âm thanh chất lượng của nó. Thì đối với những bạn mà mình thích cái dòng loa này mà các bạn muốn nhận quà một cách hoàn toàn miễn phí thì chỉ cần tham gia chương trình thôi, rất là đơn giản để các bạn nhận quà. Và các bạn lưu ý ha, nếu như các bạn vẫn chưa có hiểu về cái thể lệ chương trình cũng như là cách thức tham gia thì các bạn hãy nhớ xem một phần miêu tả ở bên dưới, mình sẽ để chi tiết cả ví dụ và cách thức tham gia luôn, các bạn đừng nên bỏ qua ha. Rồi cuối cùng thì Linh Kiện Store xin chân thành cảm ơn đến tất cả các bạn đã luôn ủng hộ cho Linh Kiện Store. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những dịp tiếp theo.